Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 20 đô token cao A các bạn. Con này giao 2, trước kia mình đã hướng dẫn các bạn làm giao 1 chạy trên nền tảng Huobi Coin các bạn. Thì nền tảng Huobi Coin thì các bạn chưa có phí ra nên các bạn cứ làm để đó đi bạn. Sau này tôi cần về thì mình sẽ lên sàn mua con HT nha các bạn. Làm phí ra. Rồi để tham gia giao hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên góp follow 2 kênh trailer thì nhiệm vụ giao 1 đã làm rồi các bạn. Tiếp tục theo Twitter thì các bạn follow và retweet xe pinbot tăng 3 người bạn và bài viết cái game các bạn. Tiếp tục thì các bạn retweet bot tăng 3 người bạn mà. Ăn thua cái bài này nè các bạn. Cho bạn nhấp vào các bạn. Rồi. Twitter thì các bạn chỉ like và các bạn trích dẫn như tweet nha các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn mình vào, các bạn bấm vào tweet các bạn. Sau khi tweet xong thì các bạn bắt đáp lên các bạn. Xong rồi các bạn chạy xíu các bạn. Các bạn mở Twitter mình ra lại các bạn. Rồi sau khi các bạn tweet xong các bạn mở Twitter ra lại nè các bạn. Cái máy cái này nó chậm quá các bạn. Đây mình sẽ khắc phục lại video mình các bạn, vì mình lo bận quá các bạn ơi. Các bạn nhấp vào ba chữ bên cùng nữa các bạn. Mình lo tìm hiểu dự án các bạn nên mình không có đầu tư vào cái video cho lắm, các bạn bị lát bị giật các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba chữ gạch, bấm vào một bài chia sẻ nè các bạn. Các bạn sẽ chấp liên kết nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Các bạn trở về cái link phong nãy các bạn. Các bạn bắt vào đây nè các bạn. Đây. Submit bờ submit ghi quyết định nè các bạn. Tiếp tục thời gian đầu tiên các bạn nên địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Tiếp tục submit username thì các bạn ghi họ và tên của tất cả các bạn vào nha các bạn. Tiếp tục thì gửi lại đường link profile tới Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của mình ra nè. Các bạn nhấp vào bài gặp bên cùng nữa các bạn. Nhấp vào hồ sơ các bạn. Các bạn bấm vào bài gặp bên cùng nữa, bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nữa các bạn. Sao chép vào bảng như tạm nữa, rồi bạn bắt đáp lại nữa. Các bạn bắt vào đây nè. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ này là quan trọng nhất các bạn. Địa chỉ này là địa chỉ Huobi của Chen các bạn. Chạy trên nền tảng Huobi thì các bạn dùng địa chỉ dưới trên token và hoặc là địa chỉ MetaMask các bạn. Nó sẽ hỗ trợ mạng Huobi của Chen cho tất cả các bạn. Những bạn nào dùng địa chỉ ETH thì nhớ mainnet, dùng địa chỉ MetaMask thì nhớ mainnet mạng Huobi của Chen vào các bạn. Thì mình chọn con HT nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ HT nè các bạn, Huobi nè. Rồi các bạn bấm vào reset nè các bạn. Bạn bấm vào reset tiếp tục dưới đây nè. Các bạn copy địa chỉ dưới mình nè các bạn. Chưa copy không ăn ta. Rồi nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn tất cả các bạn copy xong thì bạn mở cái link form mình ra lại nè các bạn. Các bạn bắt vào đây nè các bạn. Rồi, cái đây là cái mã giới thiệu của mình, các bạn điền giùm mình ở cộng anh 461 nha các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 20 đô token cao từ mạng Huobi của Chen đến đây cũng kết thúc. Mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhìn những video clip tiếp theo từ mình nha.